Xin được tiếp tục giới thiệu ba chiếc tủ áo gỗ hương đang nằm tại tầng 4 của Đỗ Quốc Hiền. Và ngày hôm nay đang là 18 giờ 30 ngày 22 tháng 6 năm 2016. Chúng tôi đang tiện thể trên tầng 4 để giới thiệu luôn. Thì trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu ba chiếc tủ áo gỗ hương, trong đó là hai chiếc 4 buồng và một chiếc 3 buồng. Thì chiếc thứ nhất chúng tôi giới thiệu đây là tủ áo 4 buồng 2m2, chiều ngang 2m2 và chiều cao là cũng 2m2 luôn. Và bốn cánh và hồi của nó đều là gỗ hương Lào liền. Bây giờ những cái tấm gỗ hương cỡ lớn như này thì trên thị trường hết sức là đắt, bởi đây là cái sản phẩm tôi đã làm cách đây được mấy năm. Chứ còn bây giờ là Trung Quốc họ thu mua những cái gỗ hương cỡ lớn, cho nên là những cái chiếc tủ áo bây giờ, những chiếc tủ áo gỗ hương như này đã suýt soát 100 triệu. Còn trước đây thì giá nó chỉ rơi vào 50-70 thôi. Và đây là cái tầng, chiếc này là chiếc chân quỳ 4 buồng. Quý vị cứ nhắc là chiếc chân quỳ gỗ hương 4 buồng 2m2. Và buồng giữa thì lồi ra và cao lên. Cho nên cái mẫu như này là lấy theo mẫu Pháp, cho nên là quý vị trông thấy nó toát lên một cái tinh thần. Và cột thì có ở góc trên và góc dưới thì cũng có một chút phần nhô ra, và ở hai cánh giữa thì ngắn lại và có ngăn kéo ở dưới. Đây, ngăn kéo đây. Đây là bên ngoài, còn bây giờ là tôi quay vào bên trong. Như vậy đây là chiếc tủ áo, và chiếc tủ áo này cũng có lần tôi đã từng giới thiệu rồi. Nhưng mà hôm nay nhắc lại, đến ngày 22 tháng 6 năm 2016 thì những cái chiếc tủ áo gỗ hương ở cửa hàng có đang còn khoảng 10 cái. Thì đây là chiếc thứ nhất. Và vì gỗ hương vân rất là đẹp cho nên chúng tôi thường là làm trơn, không có đục chạm gì cả. Ở các cái cánh này hoàn toàn là trơn thôi. Và bây giờ tôi sang chiếc thứ hai, cũng là 4 buồng và chiều ngang là 2m2 và chiều cao tổng là 2m1. Bởi vì cái chiếc này là gọi là chiếc hoa trúc, là nó nóc bằng và trên này nó có một cái diềm này gọi là hoa trúc đây, và cột là cột phi dê. Phần cánh cũng hầu như không đục, chỉ đục một tí cái hoa văn chọc chọc một chút đây thôi. Và cái vân thì vân của gỗ hương rất là đặc trưng, và đây là gỗ hương Lào, hay bây giờ còn gọi là hương ta, hương đá, hồi liền cánh liền. Và chiếc này thì cũng cùng kích thước trước kia là ngang 22, chiều cao 2m1. Và bên trong cánh này, ở bên dưới cánh này, cũng dưới cái cánh giữa cũng có cái ngăn kéo đây. Nhưng mà khác cái chiếc lúc nãy, khác chiếc thứ nhất là chiếc này là bệ sệt xuống đất, nó chỉ cách đất chừng 1 cm thôi. Đây là bên trong. Và vì là gỗ hương, nó khi mở cái cánh tủ ra chúng ta thấy thoang thoảng cũng có mùi hương ở trong thật. Bởi vì những bộ bàn ghế gỗ hương thì để bên ngoài thì nó khuếch tán cái mùi đi, nhưng mà cái tủ áo thì bên trong thì nó vẫn lưu lại mùi. Còn khi mở ra là vẫn ngửi thấy mùi hương của nó một chút. Tất nhiên là không thơm nức đâu, vừa vừa thôi. Vâng. Bây giờ tôi sang chiếc tủ áo gỗ hương thứ ba, là chiếc 3 buồng với chiều rộng là 1m8. Và cánh giữa thì có rộng hơn hai cánh bên một chút. Và kiểu dáng cũng vẫn là kiểu dáng chân quỳ, tức là khoang ở giữa là rộng hơn khoang bên một chút. Đây. Đây là phần chân bệ. Chiếc này 1m8 và chiều cao thì ở bên cạnh này là hơn 2m1 một chút, và giữa là 2m2. Chính vì buồng giữa lồi và cao lên nên là trông cái dáng rất đặc biệt, dáng đặc trưng của kiến trúc Pháp. Và cái này cũng là bằng gỗ hương đá của Lào, bây giờ gọi là hương ta,
Phân biệt với hương Nam Phi là rẻ hơn. Quý vị có thể đặt chúng tôi theo gỗ hương Nam Phi giá rẻ hơn. Hoặc gỗ gõ đỏ cũng được. Hoặc gỗ gụ. Nếu mà gỗ gụ thì chỉ khoảng 30 triệu. Nhưng chiếc gỗ hương này thì giá rất là cao. Nó lên đến 70-80 triệu. Như vậy tôi vừa giới thiệu 3 chiếc tủ áo. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2016 và trong cái clip này giới thiệu 3 chiếc tủ áo gỗ hương Lào. Chiếc thứ nhất là chiếc chân quỳ 4 buồng. Chiếc thứ hai là chiếc hoa trúc 4 buồng và chiếc thứ ba là chiếc chân quỳ 3 buồng. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và cũng báo cáo là cái clip này đang quay tại tầng 4 của đồ gỗ Đức Hiền, tầng 4 khu A. Và tại cái tầng này cũng đã có hàng trăm mặt hàng mà chúng tôi sản phẩm đang bày tại khoảng 10 tầng như thế này. Tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và trân trọng khi mời quý khách bớt chút thời gian về làng Mộc. Nếu như từ Hà Nội về thì quý vị đi theo đường Một Cũ đến cầu Đỗ Xá hỏi đồ gỗ Đức Hiền, xã Tân Dân là mọi người đã biết rồi. Nơi đấy cách chúng tôi còn hơn 3 km. Mọi người sẽ chỉ đường cho. Đức Hiền xin cảm ơn. Và quý vị cần hỏi gì thêm sẽ thì gọi vào số điện thoại 0984 666 999 hoặc nhắn tin. Vì chúng tôi cũng ít khi trả lời ở trên cái phần comment của sản phẩm.